các bạn, trong cái video này thì mình sẽ thực hiện hướng dẫn ban đầu bài thực hành số 7, bài mẫu và các cái yêu cầu mình đã gửi qua nhóm, các bạn quan sát lại. Và ở đây mình đã thực hiện xong cái phần là nhập dữ liệu thôi. Bây giờ chúng ta đi qua phần định dạng dữ liệu này sao cho nó giống như cái mẫu. Thứ nhất là phần tiêu đề thì chúng ta sẽ nhập một số ô thành một ô, nhập một số ô thành một ô. Và cái việc nhập này thì thường chúng ta quan sát cái vùng dữ liệu bên dưới, nó chiếm bao nhiêu cột, nó rộng như thế nào thì chúng ta sẽ nhập như thế đó. Rồi, phiếu giao nhận sẽ nhập. Và cái lệnh nhập thì các bạn quen rồi đúng không? Chỗ này là hợp nhất ô, các bạn chỉ nhập vào đây là được. Sau đó đưa nó vào là kênh giữa so với trái phải. Đây, kênh giữa so với trái phải. Rồi, như vậy là cái tiêu đề của chúng ta nằm giữa, in đậm nó lên. Tiếp theo là cái tổng cộng này thì các bạn quan sát cái dữ liệu mẫu cũng thấy là nhập một số ô, cụ thể là từ ô là từ cột với tiêu đề là mã sản phẩm cho đến khuyến mại nhập thành một ô. Thế thì chúng ta lựa chọn từ mã từ sản phẩm cho đến khuyến mại và tiến hành nhập và tiến hành nhập nha. Rồi, tiến hành nhập. Sau khi nhập xong, lúc nãy mình đã bấm cái phím gì đó nhầm rồi. Rồi giờ mình tiến hành nhập lại này. Đấy. Hợp nhất ô. Rồi. Như vậy là chúng ta đã nhập thành công, đúng không? Và bên này nó kênh ở giữa thì chúng ta cũng kênh giữa nha. Ở giữa thì so với trái phải thì vào cái câu lệnh này, cái biểu tượng này, đây là ở giữa so với trái phải. Và các bạn cũng nhớ ở giữa so với trên dưới nữa, tức là muốn đưa cái văn bản vào trung tâm cái ô thì chúng ta phải thực hiện hai cái lệnh này, ở giữa so với trái phải và ở giữa so với trên dưới. Các bạn nhớ cho mình như vậy. Rồi, bước tiếp theo là chúng ta sẽ in đậm cái tiêu đề lên và cuối cùng là trang trí cái bảng biểu này, được chưa? Chúng ta để ý cái đường viên thì nét đơn thôi, chỉ còn nét đơn, nó khá là đơn giản đúng không? Các bạn vào chỗ là đường viền rồi và chọn cho mình là kiểu đường viền, sau đó chọn là tất cả đường viền đều như nhau thì chúng ta được cái bảng đầu tiên. Tiếp theo cái sản phẩm thì định dạng cái tiêu đề cũng là quan sát cái vùng dữ liệu bên dưới, sau đó chúng ta nhập một số ô thành một ô. Rồi các bạn quan sát là tiếp tục hợp nhất ô, được chưa? Rồi kênh ở giữa, sau đó in đậm, sau đó in đậm. Rồi, rồi tiếp theo thì tiêu đề các bạn in đậm cho mình. Cuối cùng là chúng ta sẽ định dạng đường viền, rồi chọn viền và cuối cùng là tạo viền cho tất cả. Vậy là chúng ta đã nhập dữ liệu và định dạng xong. Bây giờ chúng ta sẽ đi đọc từng cái câu hỏi, từng cái yêu cầu bài toán và chúng ta sẽ thực hiện. Thứ nhất là về cái điền tên sản phẩm thì căn cứ vào mã sản phẩm tra cứu trong bảng. Thì tra cứu liên quan đến chữ tra cứu hay là tìm kiếm thì các bạn sử dụng cho mình cái hàm là VLOOKUP, đúng không? Tìm kiếm từ trên xuống dưới hay là tra cứu từ trên xuống dưới. Đây. Rồi. Thế thì tên sản phẩm là cái hàm của chúng ta là gì? Mình phóng to lên cho các bạn xem nhé. Bằng VLOOKUP. Được chưa? VLOOKUP. Đúng không? Chữ K ngay ở. Rồi. Tìm kiếm cái gì ở đâu? Tìm kiếm cái này. Và ở đâu? Chính là ở cái bảng sản phẩm này, ở cái bảng này. Và mình chọn cái vùng dữ liệu thôi, các bạn nhớ là tìm kiếm trong vùng dữ liệu thôi. Rồi, và các bạn lưu ý cho mình cái chỗ là đối với bảng tìm kiếm thì các bạn cố định nó lại bằng các cái dấu đô la ở đằng trước, gõ F4 để thêm dấu đô la trước tên cột và số hạng. Đấy, F4 là nhân nhân. Rồi,
tìm kiếm ở đâu, tức là trong bảng đó. Tiếp theo, nếu tìm thấy thì cột trả về là cột nào. Thế thì trong cái bảng này các bạn quan sát là có 3 cột đấy, 1, 2, 3. Như vậy khi tìm thấy thì cột số 2 là cột trả về, chính là tên sản phẩm. Như vậy là phải 2. Và tìm kiếm ở đây là tìm kiếm chính xác, có nghĩa là khi tìm thấy một cái giá trị là mã sản phẩm y chang như vậy thì kết quả nó mới trả về. Còn lại thì nó đưa ra cái thông báo là NA, tức là not answer, tức là có câu trả lời đây là số 0. Tìm kiếm là tuyệt đối, có nghĩa là số 0. Thì cái tham số tìm kiếm chỗ này chỉ có 0 hoặc là 1 thôi, các bạn lưu ý cho mình. Như vậy là công thức của chúng ta đã xong, và các bạn kéo từ trên xuống dưới là tất cả tên sản phẩm được điền vào. Giờ lượng này, lượng là số lượng đúng không? Lượng mình xem nha. Về cái lượng này, lượng này là phải nhập vào 195161. 19 rồi 5 rồi 16 và 1, lượng này phải nhập vào. Giờ tiếp theo là đơn giá. Đơn giá thì người ta nói như thế nào? Đơn giá thì căn cứ vào mã sản phẩm và tra cứu cũng là như vậy. Nhưng mà các bạn thấy khác chỗ nào không? Khi tìm thấy thì cột trả về là cột đơn giá, mà cột đơn giá là cột thứ 3 ở trong bảng. Như vậy là gần y chang như cái tên sản phẩm, chỉ khác là cái cột trả về mà thôi. Đấy nhá. Rồi, về đơn giá là bằng, phóng to lên để các bạn xem nha. Phóng to lên rồi. Vlookup mà tròn cũng được nha. Rồi, tìm kiếm cái gì đó là mã sản phẩm. Tìm kiếm ở đâu đó là trong cái bảng này. Và nhớ cho mình cái bảng tìm kiếm là thêm dấu đô la trước tên cột và số hàng cho mình. Gọi 4, sau khi chọn xong gọi 4 cho nó nhanh nha. Rồi tiếp theo, nếu tìm thấy thì cột trả về là cột số 3 ở trong bảng. Cột này là 1, cột này 2 là cột 3. Chính là đơn giá này, cột số 3. Và tìm kiếm ở đây cũng là tuyệt đối là điền vào số 0 cho mình. Như vậy là cái phần đơn giá cũng đã xong. Và mình kéo từ trên xuống dưới để điền công thức tự động. Như vậy là xong lượng và đơn giá. Giờ các bạn quan sát cái mấy mẫu là cái yêu cầu về chi? Đó là tính số lượng sản phẩm được khuyến mãi cho các mặt hàng theo quy tắc là từ 1 đến 4. Có nghĩa là số lượng mà bé hơn 4 thì tăng là 0. Mà lượng sau đó, lượng bé hơn hoặc bằng 9 đến 9, có nghĩa là bé hơn hoặc bằng 9 thì tăng là 1. Từ 10 cho đến 14, có nghĩa là lượng bé hơn hoặc bằng 14 thì chúng ta làm. Đây là có bao nhiêu nhánh? 0, rồi nhánh này là 2, 3, 4, 5 nhánh. 5 nhánh thì chúng ta có thể sử dụng 4 lần x. 5 nhánh thì chúng ta sử dụng 4 lần x lòng nhau. Rồi, ta sẽ làm bằng nếu. Nếu cái gì? Nếu cái lượng mà bé hơn hoặc bằng, đó là bé hơn hoặc bằng nha. Bé hơn hoặc bằng bao nhiêu? Nếu lượng mà bé hơn hoặc bằng 4 thì đúng như vậy thì giá trị trả về là 0. Nhưng mà sai thì chúng ta đi kiểm tra tiếp. Nếu sai chúng ta kiểm tra tiếp. Nếu gì? Nếu cùng là C3 thôi, C3 thôi đúng không? C3 rồi, bé hơn hoặc bằng là 9, bé hơn hoặc bằng 9. Nếu đúng như vậy thì tăng 1. Còn nếu sai thì đi kiểm tra tiếp là C3 bé hơn hoặc bằng là 14. Nếu đúng thì kết quả trả về là 2 sản phẩm. Nếu sai thì chúng ta đi là kiểm tra tiếp cùng là C3 thôi, cùng là C3 rồi, cùng là C3 và bé hơn hoặc bằng là 19. Thì nếu đúng như vậy thì kết quả trả về là 3 sản phẩm. Và trường hợp còn lại, tức là lớn hơn 19 trở lên thì tăng 5 sản phẩm. Vậy là trường hợp còn lại thì chúng ta không đi kiểm tra nữa. Và ở đây các bạn quan sát là gì? Quan sát
là có bao nhiêu ít thì có bao nhiêu cái động mạch. Các bạn thấy đây là toàn bộ cái công thức để điền khuyến mại của chúng ta. Đây, kiểm tra lần lượt B hoặc bằng 4 rồi C B hoặc bằng 9, cứ lần lượt như vậy. Như vậy là trong phần này các bạn lưu ý cho mình là có bao nhiêu nhánh thì chúng ta sử dụng là số nhánh trừ 1 thì ra số lần ít lẫn nhau để làm việc này. Rồi, chúng ta chỉ cần kéo một cái nữa là xong. Phần khuyến mại đã xong và tiếp theo là phần thành tiền. Thành tiền thì bằng gì? Lượng trừ khuyến mại nhân đơn giá. Công thức này khá là đơn giản đúng không? Thành tiền bằng lượng trừ khuyến mại nhân đơn giá. Thành tiền thì bằng mở ngoặc ra lượng rồi trừ khuyến mại và cuối cùng là nhân với đơn giá thì ra thành tiền. Công thức này khá đơn giản thôi. Rồi, ok, kéo từ trên xuống dưới thì cho các bạn kết quả. Và cuối cùng là ô này là ô tổng cộng. Tổng cộng thì các bạn biết rồi, đó chính là lệnh sum. Sum tính tổng từ vùng ô này, tức là cái cột ở trên từ F3 cho đến F6. Các bạn đóng ngoặc lại, Enter thì ra kết quả. Và cũng in đậm cho mình luôn, là gọi vào B để in đậm. Như vậy là cái phần hướng dẫn bài thực hành số 7 của mình kết thúc tại đây. Chúc các bạn thành công. Xin cảm ơn tất cả các bạn.